đau khổ hả? À, xin mời cô. Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, con người sống trên thế gian này ăn quá trời nhiều động vật nên nó dồn tới giờ. Giờ đúng ra này, con mừng quá, con đã quá phải. Dồn quá. Con thấy con mất em kiến chưa? Dạ mất quá, tại vì lúc đó con không biết. Chứ bây giờ con mới biết chừng tháng nay. Dạ cũng vậy đó, con phải cho biết cho em ra là em không biết vàng đó. Giờ cha mình gian phật ông địa. Con thấy cha những một tháng qua cha giảng về ăn hạt giống như Chúa đã dạy trong Kinh Thánh thì con thấy rất là hiệu quả. Khi con ăn á, con thấy nhẹ nhàng, cảm thấy những lời cha nói là rất là đúng. Và nói chung là những cái gì con thực hành được từ đây về sau, chắc có lẽ là con tuần nào con phải xuống đây nghe cha giảng. Tại vì những lời cha giảng là không có bác bỏ được cái lời nào hết, mà giáo hội đã sai vì những lời nói giải thích trong Kinh Thánh không rõ ràng nên đã hiểu sai. Và con rất tiếc là hôm nay con đến đây là lần thứ 6, nhưng mà con tiếc quá là lúc trước con không biết trà sớm, phải biết con trà sớm chắc con không đến nổi nào tệ. Chúa Thánh Thần đang ngự trong cha để cha nói cho dễ hiểu những người cộng đồng ở đây và những người đang đến với cha mỗi ngày một nhiều hơn. Là nói chung là Chúa Thánh Thần đang thánh quá những lời nói của cha, nói rất là tuyệt vời và rõ ràng. Kinh Thánh nói chung là hồi đó tới giờ con cũng nghe Kinh Thánh từ nhỏ tới giờ nhưng con không hiểu hết những cái lời chính xác đó. Nhưng mà do cha nói thì con thấy rất là chính xác và tuyệt vời. Chồng con có ăn cây cỏ mang hạt giống không? Dạ có, mới chừng tháng này con cũng kéo ảnh theo luôn. Mấy đứa con của con có ăn? Có luôn. Ăn mỗi ngày hay là ăn từng dạ, ngày? Dạ không, con đang giảm từ từ. Giả nó ra ngay con. Dạ, là con ăn mới cần được 2 ngày là thứ tư với thứ sáu. Dạ. Nhưng mà đang có một cái dấu chỉ là ăn suốt. Dạ được. Hồi nãy cha có vẽ cái đồ thị parabol con thấy không? Dạ con thấy. Hay gì con đi tuốt cái dưới đáy. Bây giờ con nghe cái ông lặng nữa là để con về chú thì con ăn cây cỏ mà hạt giống nha. Rồi.